Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Dương. Sáng thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán thính giả biết làm YouTube không có đơn giản đâu. Làm không khéo thì hay bị đánh gậy và mất luôn cả YouTube. Trường hợp đó xảy ra rất nhiều đối với những anh em mà bên vực tôi. Nhiều khi dùng những từ ngữ mà trên mạng họ cho rằng là không có được tốt, indecent, không có trang nhã, thì bị báo cáo, nó vi phạm các nguyên tắc cộng đồng thì cũng bị sụp. Do đó, quý khán giả thấy nhiều chủ kênh bảo vệ Hoàng Duy Hùng bị sụp lên, sụp xuống, sụp hoài hoài thôi. Còn tôi thì từ xưa tới giờ không có bị sụp kênh nào hết. Vì tôi biết nguyên tắc cộng đồng, nhất là những ngôn từ cần phải tránh. Nên là tôi chưa có bị trục trặc gì hết, cũng chưa bị ăn gậy bản quyền. Nói đến đây thì tôi nhớ đến một người anh, một người bạn rất là thân thương. Khi mà tôi làm đám cưới và báo hỷ ở trong Nam á, thì anh đến anh tặng một con chim, hai con chim, cặp uyên ương này ha. Cặp uyên ương này là mạ vàng, vàng thiệt á, và rất là đẹp, mạ vàng thiệt. Mạ vàng đó là anh Trần Cường. Anh Trần Cường này thì nổi tiếng là một người ăn ngay nói thẳng nên anh cũng phang rất là dữ ở trên mạng. Cũng phang và cũng cảnh báo đứa này đứa nọ, cho nên đó là những điều mà YouTube cảnh báo là không có được. Nên các kênh của anh kỳ vừa rồi sụp hết. Ngay cái kênh cuối cùng cũng là Hoa Phượng Đỏ của anh Trần Cường cũng bị mất. Hôm qua anh có báo cho tôi là anh sẽ cố gắng lập lại kênh mới. Và quả thật anh đã lập lại kênh mới. Đó là kênh Người Đất Cảng. Hey, Đất Cảng là Cảng Hải Phòng ha, Người Đất Cảng. Thôi mong rằng anh Cường cứ vui vẻ, đừng có làm cái gì mà nặng nề nữa. Giờ thì ai cũng hiểu rõ rồi. Bên kia là họ tấn công đánh phá tôi, họ là ai rồi? Có ai dám trường mặt ra mà đối chất với Hoàng Duy Hùng đâu? Từ ông Nguyễn Tuấn Anh cho đến Sang Kham thì đã bỏ chạy rồi. Ở đây mấy cái đứa mà nó hay nói nhiều thì chả có đứa nào mà dám ló mặt ra cả. Khi mà họ không có dám ló mặt mà tôi còn cho tiền nữa, thì họ chửi bới, thì họ chửi bới là ai cũng hiểu rồi. Tôi đã cáo buộc họ là Việt Tân núp lùm, nhận tiền của Việt Tân để đánh phá tôi. Tôi cáo buộc nếu mà họ thấy rằng họ bị oan ức, họ đã kiện, họ đã sẵn sàng đối chất với tôi. Thì họ là công dân ở trong nước này mà họ sợ cái gì? Nhưng tất cả đều bỏ chạy hết, chỉ bám theo tôi 4 năm trời để cắn. Thì anh Trần Cường biết rồi, đừng có mà nổi đoá lên. Làm YouTube mà anh nổi đoá lên, anh nói những cái ngôn từ mà bên phía của YouTube họ cho rằng là không có tao nhã, thì mất kênh thôi. Cứ mất kênh này lập kênh khác, mất kênh này lập kênh khác. Đó là trường hợp của anh Trần Cường. Xin nhắn gửi anh như thế, đừng có mà nói những cái từ ngữ như thế. Hôm nay tôi xin làm một cái chương trình với một người hàng xóm, một nước hàng xóm. Và quả thật nếu mà cái nước hàng xóm này mà ứng xử như vậy đó, thì đôi lúc mà không có giống như kiểu anh Trần Cường vừa rồi á, là chữ đoá lên á, thì cũng không được. Không chữ đoá cũng không được, mà chữ đoá trên YouTube á, thì họ cho ăn gậy bản quyền, hoặc là họ cho ăn gậy về vấn đề vi phạm các nguyên tắc cộng đồng. Thế hôm nay xin nói về việc mà bên phía Campuchia đã báo cáo với Ủy hội sông Mekong như thế nào. Và Campuchia coi như thế, tôi không thể tưởng tượng được. Hai bố con, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet lại đối xử với Việt Nam như thế. Lại quay vào lái đá cho Việt Nam một cái thật là đau. Đó là việc mà bên phía Campuchia quyết tâm xây dựng kênh đào Funan Chakko. Nói về kênh đào Funan Chakko thì đã nói rất là nhiều rồi. Kênh đào này sẽ được xây cất
nối liền từ nhánh sông Ban Sát, rồi mới cắt ngang qua các tỉnh như là Ta Keo, rồi kết thúc ở tại Vịnh Thái Lan, dài khoảng chừng 180 km. Và kinh phí thì do một công ty của Trung Quốc đấu thầu là 1 tỷ 7 Mỹ Kim. Và bên phía của Campuchia thì cho rằng đây là một kênh đào có lợi vô cùng, có lợi vô cùng cho Campuchia, và nói rằng ảnh hưởng về vấn đề mưu sinh không có bao nhiêu hết. Và những cái lưu lợi đó ở các tỉnh miền đông của Campuchia thì là một vấn đề lợi, tránh đi lũ lụt rồi giúp cho vấn đề giao thông nhanh chóng. Bên phía của Việt Nam từng yêu cầu là đây là một vấn đề liên quan đến dòng sông Mekong, nên xin Campuchia hãy chia sẻ các thông tin một cách đầy đủ đến Ủy hội sông Mekong và cho Việt Nam biết, vì Việt Nam nằm ở phía sâu của lưu vực sông Mekong. Như chúng ta thấy là phát ngôn viên của Việt Nam bà Phạm Thu Hằng cũng chỉ cách đây có mấy ngày, ngày 5 tháng 5, lại lên tiếng một lần nữa yêu cầu là Campuchia hãy chia sẻ những nghiên cứu một cách đầy đủ về tác hại của việc xây dựng kênh đào Funan Teko. Và khi mà một trong những phó thủ tướng của Campuchia là ông Savarn, ông đến Việt Nam để mà tham dự lễ chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5, thì ông cũng đã gặp gỡ thủ tướng của Việt Nam là Phạm Minh Chính. Và thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính cũng đã nhắc nhở, mong rằng Campuchia hãy chia sẻ những thông tin một cách đầy đủ hơn về kênh đào Teko Funan. Ngoài đó ra thì thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nói về vấn đề mà song thương giữa Việt Nam hàng năm bây giờ lên rất là nhiều, và mong rằng Campuchia tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người Việt sinh sống ở Campuchia, vân vân và vân vân. Tôi cũng đã làm một clip về vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng là với ứng xử như thế của Việt Nam thì mong rằng Campuchia đừng có sổ sàng mà đá vào lái Việt Nam. Nhưng tôi cũng đã nói rồi, chủ trì cuộc chơi ở bên Campuchia vẫn là dòng họ Hun. Hai cha con chủ tịch thượng viện là ông Hun Sen, từng là thủ tướng của Campuchia rất lâu năm, 30 mấy năm. Và người con trai là thủ tướng Hun Manet. Thật ra dòng họ Hun bây giờ nắm quyền tất cả ở Campuchia. Và chúng ta đã biết rồi, bên phía của Trung Quốc tiếp cận gia đình họ Hun qua nhiều đường, nhất là với con đường tiếp cận qua phu nhân của chủ tịch thượng viện, ông Hun Sen. Và có những lợi ích, nên chúng ta thấy bên phía của chủ tịch thượng viện Hun Sen và thủ tướng Hun Manet bây giờ cương quyết không có thêm bớt gì hết, không có chia sẻ gì hết về vấn đề xây dựng kênh đào Funan Teko. Hôm qua thì Campuchia đã có trả lời cho Ủy hội sông Mekong rồi. Người mà trả lời cho Ủy hội sông Mekong là Phó Thủ tướng Sun Chantung. Phó Thủ tướng Sun Chantung trả lời cho Ủy hội sông Mekong như sau: dự án này có tác động tối thiểu đến môi trường. Lượng nước qua kênh Funan Teko là 5 mét khối mỗi giây, còn dòng chảy dòng sông Mekong là 8.000 mét khối mỗi giây. Và ông nói như thế đó, lượng nước được chuyển hướng chỉ bằng một giọt nước trong xô. Với lý luận như vậy rồi thì bên phía của Campuchia cương quyết là không chia sẻ thêm. Với lý luận như vậy rồi, ông mới nói là Campuchia cương quyết không chia sẻ thêm về các vấn đề liên quan đến kênh đào Funan Teko, vì Campuchia không có nghĩa vụ phải cung cấp thêm những chi tiết. Ông nói như sau: nếu được yêu cầu, Campuchia sẽ cung cấp thêm thông tin với Ủy hội sông Mekong, nhưng không có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy. Điều ông nói nó không có đúng, vì theo Hiệp định Mekong năm 1995 bao gồm những quốc gia có
đường biên với dòng sông Mekong á, thì các dự án ảnh hưởng dòng chính của sông Mekong phải được Ủy hội sông Mekong xem xét kỹ thuật, nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên. Nên phải chia sẻ, chứ không phải nói là chứ không có trách nhiệm pháp lý là không có đúng. Campuchia phải chia sẻ tất cả những gì đó về kế hoạch kênh đào Chaco Phù Nan mà Việt Nam là một thành viên. Và Việt Nam cũng đã yêu cầu rồi, yêu cầu là phải chia sẻ đầy đủ. Việt Nam là quốc gia ở hạ lưu sông Mekong, Việt Nam có quyền yêu cầu điều đó. Đó là theo thỏa ước của Hiệp định sông Mekong năm 1995 mà các thành viên đã ký vào. Không thể nào nói là không có nghĩa vụ pháp lý để chia sẻ. Khi mà Việt Nam đã lên tiếng, mà lên tiếng không phải một lần mà rất nhiều lần, lên tiếng công khai và lên tiếng chính thức trong các chuyến đi ngoại giao như vừa rồi tôi có nói. Phó Thủ tướng Sovereign của Campuchia qua dự lễ chiến thắng Điện Biên thì Thủ tướng của Việt Nam cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Việt Nam là bà Phạm Thu Hằng cũng đã lên tiếng yêu cầu phải chia sẻ. Nhưng bây giờ đã rõ ràng là hai cha con, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet đá vào lái Việt Nam, đá một cách rất là thẳng thừng, quên bỏ tất cả những gì mà Việt Nam đã làm cho Campuchia và đặc biệt là cho dòng họ Hun. Tại sao họ lại dám làm chuyện này? Nếu không có sự chống lưng của Trung Quốc, họ không dám làm như thế. Vì chính Phó Thủ tướng Sun Chanto cũng đã xác nhận đó là các lượng hàng mà đến Campuchia đó thì có khoảng chừng bây giờ là 37%. Các tuyến đường đi từ hàng không rồi gì hết, nhưng mà tuyến đường đi mà đi qua dòng sông Hậu của Việt Nam để vào Campuchia đó là chiếm tới 37%. Rất quan trọng. Và ông nói rằng nếu mà 37% đó mà bây giờ đã làm được con kênh đào Phù Nan Chaco thì nó sẽ giảm đi sự ảnh hưởng của Việt Nam. Vì sao? Vì sẽ có tuyến đường kênh đào Phù Nan Chaco đó sẽ lấy đi ít nhất là 70% mà trước đây là đi băng ngang qua sông Hậu. Thì Campuchia sẽ có tính cách độc lập hơn. Và ông nói lượng nước như vậy không có ảnh hưởng là vì chiếm như là một giọt nước thôi, chỉ có khoảng chừng có 5 mét khối mỗi giây. Trong khi đó cả cái lưu vực sông Mekong thì ông cho rằng là 8.000 mét khối mỗi giây. Nói như vậy thì rất là sơ sài, vì 8.000 mét khối lượng nước như thế mùa mưa nó khác, mà lượng nước vào mùa khô nó khác. Và vấn đề mà các loại cá di dân như thế nào, đó là những vấn đề cần phải được nghiên cứu thêm. Cũng như là nếu mà mực nước xuống á, thì các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam có bị ngập mặn hay không, ngập mặn tới đâu, đó là những câu hỏi cần được nghiên cứu sâu rộng hơn. Vì không thể nào nói làm một kênh đào ở trong đất nước của họ mà không ảnh hưởng tới một láng giềng được. Vì sao? Vì dòng sông Mekong là dòng sông huyết mạch kinh tế cũng như cả vấn đề quân sự cho cả Việt Nam lẫn Campuchia. Không thể nào nhân danh quyền lợi của Campuchia mà quên đi những tác động kinh khủng đối với một nước láng giềng, nhất là nước láng giềng đó đã giúp cho Campuchia vượt qua những thời phút khó khăn, tránh đi khỏi nạn diệt chủng. Việt Nam không có đòi hỏi gì thêm, chỉ đòi hỏi đó là nghiên cứu cho thật kỹ đi, để rồi khi mà làm như vậy đừng có gây tác hại. Nếu có thì thật là nhỏ, nhưng bây giờ rõ ràng là hai cha con của Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet đá vào lái Việt Nam bất chấp tất cả, không có chia sẻ thêm những thông tin và cũng không trả lời cho Ủy hội sông Mekong là nghiên cứu như thế nào, mà nói rằng không có nghĩa vụ pháp lý để chia sẻ, dầu rằng chính Việt Nam và Ủy hội sông Mekong đã yêu cầu Campuchia làm điều này rất là nhiều lần. Sống với một nước bên cạnh
mà họ có thái độ lật kèo như thế, đá vào lá như thế, thì không hiểu các khán thính giả của tôi suy nghĩ như thế nào. Chứ kiểu này hồi xưa thì chắc chắn là Campuchia đã bị ăn đòn. Những quốc gia mà bị như thế họ đã đưa quân qua và họ kiểm soát hoàn toàn, tránh đi cái cảnh mà gọi là dùng kênh đào Funan Techco để mà gây tác hại đến môi trường kinh tế và đặc biệt là âm mưu chính trị, thì điều đó là không có được. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.